Xin chào tất cả các anh chị. Nếu như chúng ta ai đang gặp cái tình trạng đau đầu, mất ngủ, đau mỏi cổ vai gáy thì chúng ta hãy dừng lại và xem cái video này ngay nhé. Bởi trong cái video này chúng tôi có một món quà dành cho tất cả các anh chị. Hãy dừng lại và xem cái video này ngay nhé. Xin chào tất cả các anh chị, thì hôm nay em gặp chị Trinh thì chị Trinh muốn chia sẻ tất cả các anh chị một số cái câu hỏi em muốn chia sẻ với chị mà sức khỏe. Em muốn hỏi chị Trinh một số cái câu hỏi đó, thì lúc trước kia khi dùng một sản phẩm á thì chị Trinh mình cảm nhận sức khỏe như thế nào chị ha? Trước kia chị cứ khó ngủ thôi, chị nó không ngủ, có lúc nó không ngủ, nó không buồn ngủ, nó hay đau đầu. Dạ. Chị là không sau đó uống thuốc, uống thuốc, mua thuốc, thuốc gì đấy nói đi chị. À, cái bio ginkgo này đúng không chị? Cái bio ginkgo này đúng chưa? Ta có bắt đầu là ngủ được, là dễ ngủ mà ngủ được sâu giấc hơn. Dạ. Vậy là bây giờ cảm nhận sức khỏe, giờ ngủ được ngon rồi, ngủ được sâu giấc hơn. Còn gì nữa không? Bây giờ uống giấc và ngủ được, đâm ra nó đủ giấc, đâm ra sao nó béo rồi. Rồi. À, chị lúc bữa chị dạ. Thuốc đó em bảo chị ngày uống 2 lần, nhưng mà giờ chị dám được uống một ngày một viên thôi, uống buổi tối rồi uống buổi sáng, ngày còn ngủ lắm, không làm được. Ôi trời ơi. Rồi, ok. Nếu có một cái lời mà nhắn gửi để cho tất cả các anh chị á, mà bị đau đầu, mất ngủ hay đau mỏi vai gáy hay say sẩm chóng mặt mà ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc á, thì chị nhắn gửi mấy anh chị điều gì? Thì thôi thì tất cả mọi người, những người nào mà khó ngủ lên vô dùng loại thuốc này, uống dễ ngủ mà giờ cảm thấy như người rất thoải mái, đầu nó không đau nữa. Chị Trinh là chị Trinh, hiện tại chị Trinh đang dùng cái này đúng không? Cái lạ này đúng không? Đúng vậy. À, rồi. Ok, em cảm ơn chị Trinh ha. Dạ, em chào chị Yến ạ. Chị chào em. Dạ, thì chị có thể chia sẻ sau khi dùng thuốc của bên em thì nó có hiệu quả không chị ha? Chị mới uống được 5 ngày nhưng mà chị thấy giấc ngủ nó rất là sâu giấc, nó không như đợt trước. Đợt trước chị cũng mất ngủ cũng khá lâu rồi đấy. Nhưng mà chị cũng không biết thuốc, sau khi chị lên mạng chị xem trang cá nhân thì chị thấy là nói là thuốc này cũng tốt. Thì từ lúc chị mới uống được 5 ngày nhưng mà thấy cái giấc ngủ của chị nó rất là ngon. Dạ rồi. Nó không như lúc mà mình chưa dùng thuốc. Dạ rồi. Ngủ nó chập chờn rồi chân tay nó mỏi rồi nó nhiều, đau đầu rồi chóng mặt. Nhưng từ lúc mà chị dùng thuốc đến bây giờ là chị thấy giấc ngủ ngon mà. Đầu chị cũng không thấy đau và chân tay chị cũng không thấy ê ẩm nữa. Dạ rồi. Nên là chị mới dùng được 5 ngày. Dạ. Và chị đã thấy nó rất là hiệu quả rồi. Dạ. Thì cái lúc mà chưa dùng thuốc á thì giấc ngủ mình thì thường thường á chị thức từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Nếu mà ngủ thì từ tối đến tận 12 giờ chị không ngủ được. Dạ. Thì bây giờ á 12 giờ đến chị ngủ nhưng mà giấc nó không sâu giấc ấy. Dạ rồi. Nó chập chờn. Dạ rồi, thì bây giờ á thì mình có thể ngủ sâu giấc từ mấy giờ đến mấy giờ luôn hả chị? Có nào ngủ quên không ạ? Chị ngủ từ 10 giờ đến 5 giờ sáng. Dạ rồi, vậy là thuốc là rất là hiệu quả đúng không chị? Đúng rồi, chị mới uống mới được 5-6 ngày nhưng mà chị thấy cái giấc ngủ của nó ổn mà cũng không được. Dạ rồi. Ngủ thì chị thấy cái giấc ngủ nó không như trước nữa. Ngủ từ 10 giờ đến 5 giờ xong rồi thức tí lại từ 5 giờ 8 giờ sáng. Dạ. Thế có thấy khỏe khoắn trong người luôn không chị? Có, chị thấy khỏe mà chị thấy ăn ngon đó. Dạ đúng rồi ạ. 5 giờ chiều chị ăn, 9 giờ lại dậy ăn nữa. Dạ rồi. Rồi, vậy thì chị có thể chia sẻ giúp em á thì về cái trang uy tín của bên em được không ạ? Rồi, có gì thì em cứ nói, bởi vì là chị thấy cái thuốc này cũng rất là tốt, bởi vì chị cũng không tin lắm về những cái thuốc này, nhưng mà khi chị xem trên mạng cá nhân của Facebook ấy thì chị thấy là mọi người uống cũng đỡ, chị cũng xem thì là chị thấy nó cũng có hiệu quả thì chị mua, thì bây giờ là nó rất là tốt. Tất cả những mọi người mà như chị thì hãy tin tưởng về bên sản phẩm bên em và mua thuốc đấy để uống, lấy cái sức khỏe và lấy cái giấc ngủ cho nó chọn và khỏe. Đau đầu thì thực sự ra là chị cũng rất là đau đầu chóng mặt, từ khi uống của em bây giờ chị cũng không thấy chóng mặt nữa và thuốc nó rất có hiệu quả luôn. Dạ rồi. Vậy thì em cảm ơn chị Yến nhá.
Chị Yến, tình hình của chị Yến sức khỏe lúc trước á thì mình như thế nào chị nhỉ? À, lúc trước thì chị bị đau đầu, chóng váng, mất ngủ. Rồi. Đi no, mất thăng bằng. Mà chị uống thuốc rất nhiều lơi nhưng mà không ăn thua gì hết. Rồi. À, thế không biết là hiện tại là chị Yến dùng cái loại nào chị nhỉ? À, chị dùng thuốc của hãng thuốc bên em đúng không? Rồi, ok, Marino Mega. À, chị cho rõ nó được không? Rồi, Marino Mega. Với lại chị đã khỏi bệnh. À, chị hỏi cái đau đầu với lại chóng váng đúng không? Ừ, chị khỏi cái đau đầu và khỏi cái chóng váng. Rồi. Rồi, thế không biết là nếu mà có lọc lời chia sẻ cho mấy cái anh chị mà cũng có tình trạng mà đau đầu với lại cái mất ngủ á, thì không biết là chị nói có gì nè, chị có chia sẻ gì nè. Thì theo như chị nghĩ, những ai mà mắc căn bệnh như chị thì nên dùng cái kháng thuốc này một thời gian, trong 2 tháng sẽ khỏi bệnh. À rồi, vâng, cảm ơn chị ạ. Tức là chú đã bị là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, là xoay sấm mặt mày. Rồi thì thường xuyên bị tăng huyết áp ở 3-4 năm nay. Mà gần đây nhất là chú đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe là chú lên tới 178/90. Và sau đó là chú bị xuất huyết não. Thế thì chú uống, từ khi chú uống cái sản phẩm này là xong được 2 tháng rồi. Tức là chú đã uống hết toàn bộ cái số thuốc này là được 2 tháng rồi. Là đến nay là chú không còn thấy đầu đầu hoa mắt chóng mặt và tình trạng xoay sấm mặt mày là chú không còn nữa. À, vâng, tức là không còn xoay sấm mặt mày, không còn hoa mắt chóng mặt, không còn tê nhức vai gáy nữa. Và huyết, nhất là huyết áp là gần đây là chú là thường xuyên đo để kiểm tra huyết áp vậy, thì ở mức là 135-140 là trên 100. Tức là cái tuổi của chú là mức độ huyết áp hay là trở lại trạng thái bình thường. Chú không còn là hiện tượng là cao tăng huyết áp nữa. Mà chú không phải uống thuốc tây nữa. Trước kia thì chú là cứ là 10 ngày là phải đi mua thuốc mấy lần, một tháng là phải mua 5-6 lần là thuốc tây, uống thuốc đau đầu mà không khỏi. Nhưng qua thời gian này là chú đã uống được 2 tháng và hiện tượng là đau đầu là hoa mắt chóng mặt là chú đã hết. Ok. Dạ, ok. Vâng, thì con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú cho con về cảm nhận về sản phẩm. Dạ. Con chào cô. Cô Dũng thì con được biết là cô là bị cái tình trạng về đau đầu, đau nửa đầu á. Thì cô có sử dụng cái sản phẩm bên con á, thì bây giờ cô có thể cho con được cảm nhận về cái sản phẩm này được không ạ? Cô chào con. Dạ. Thì trước khi cô bị cái bệnh đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, xây sẩm mặt mày rồi tê chân tê tay, là cái bệnh của cô là trước kia là nó đau như vậy là cô cứ dùng cái sản phẩm thuốc tây là Panadol á. Panadol là nó chỉ có giảm đau được một lúc thôi, một ngày là cô, người ta nói nghĩa là uống 2-3 lần, nhưng mà cô cứ mỗi lần 2 viên liều nặng mà nó giảm đau chỉ được có 1-2 tiếng là nó lại đau, mà cái đầu cô nó đau, nó muốn nổ cái đầu luôn á, nó đau, nó kéo dây thần kinh mà nó đau hai bên cổ, hai đốt sống cổ này, rồi là nó kéo xuống sống mũi, mà cô về bị cái bệnh viêm xoang nặng nữa đấy. Nó muốn nổ cái đầu luôn. Rồi là từ khi cô đã nhận được cái sản phẩm của con này chúng con bán ấy, là cô đã có dùng đây, hai cái lọ này là sản phẩm này là đau đầu, tê nhức mỏi chân tay. Rồi là mắt cô là đứng, cô ngồi thế này, bình thường là cô đứng dậy là nó hoa mắt chóng mặt. Rồi là nhìn một người nó ra 2-3 người luôn, nó như muốn té luôn. Thế từ khi cô đã dùng cái sản phẩm của con này là cô thấy chỉ có trong vòng 1-2 tuần là cô uống là cô thấy nó nhạy cảm, là nó nhẹ hẳn cái đầu đi, là chân tay là nó nhẹ hẳn, nó như muốn hết luôn á. Mà trong khi đó cô chưa uống hết thuốc mà cô đã lấy nó giảm đau nhanh như vậy. Thế còn cái lọ này nữa là đấy, cô uống trong vòng 3 lọ này 2 tháng là coi như là cái bệnh của cô là nó như mà muốn chấm dứt khỏi hẳn, là nó khỏe rồi, ăn được, ngủ được, da dẻ hồng hào ra. Rồi là bệnh coi như là cô hình như uống xong 3 cái lọ này là cô không có mua nữa, là cô khỏi được đâu 7-8 tháng rồi, cô không thấy nó đau lại nữa, là cô thấy
là cái hiệu quả của cái thuốc này là nó rất tốt này. Thế chờ đến 7-8 tháng một năm là bao giờ nó đau lại là cô lại phải dùng tới cái sản phẩm này của các cháu đấy. Dạ, không vâng thể ạ, nào quên được. Vâng, con giờ là cái cô sản phẩm này là rất tốt con ạ. Đấy, dạ, bao nhiêu cái bệnh của cô là nó có thể nó đau cả xương cả khớp rồi nó kéo đốt sống cổ này nó đau cả đốt sống ngực nó luôn mà bây giờ cô uống là cái đầu trước là nó như muốn nổ cái đầu bây giờ là nó hết đầu luôn, không vâng, nó hết luôn ạ. Vâng, không còn đau nữa. Dạ, dạ vâng. Thế vậy con cảm ơn cô nhé. Tốt. Dạ vâng, dạ. Dạ con chào cô. Alo ạ, cô Phương đúng không ạ? Cô có nghe rõ không ạ? Dạ vâng, con chào cô. À, con muốn gọi điện hỏi thăm cô xem thử là cái tình hình sức khỏe của mình như nào rồi và sau cái liệu trình của con đưa ra thì cô đã uống hết thuốc chưa cô? À, cảm ơn bác sĩ ạ. À, liệu trình của bác sĩ là gửi qua cho cô 3 hộp Dio. Dạ. Cô, hiện tại là cô đã dùng khắp hết, còn có một liệu một ngày mà thôi đấy. Dạ vâng. À, vâng. Nhưng mà cô thấy là cảm nhận cái thuốc này quá tốt, cực dạ tốt luôn. Dạ vâng. Mà ngày trước mà chưa dùng cái sản phẩm này là cô đau đầu, mất ngủ. Dạ. Một đêm cô ngủ chỉ mỗi 1 tiếng đến 2 tiếng thôi, thức rất dậy là cô không ngủ được. Dạ. Cô lại cô mở cái cá cái vai gáy này, cái vai gáy vâng là cô đau cô nức. Dạ vâng. Gì là cô nhức mệt mỏi lắm mà bây giờ cô uống cái vâng sản phẩm này vào cô thấy này đã luôn, không thấy đau nữa. Dạ vâng. Cái quan trọng nhất là cô là phải uống đều đặn hàng ngày thì cái bệnh của mình sẽ dứt điểm. Cái quan trọng nhất là mình cứ tâm lý luôn thoải mái này, uống thuốc đều đặn của con đưa ra thì bệnh sẽ khỏi và dứt điểm thôi. Thì qua đây thì con cũng muốn khi cô dùng cái thuốc này thì cô mong muốn là cái chia sẻ đôi lời gì với những người mà đang bị bệnh đau đầu mất ngủ không hả cô? À, thì tôi cũng có giới thiệu với con một bà bạn ở gần tôi, nhưng bà ấy cũng bảo là cũng đi giúp việc như tôi. Thì bà ấy bảo là bà Phương bà uống cái thứ gì mà nay bà lại người thấy khỏe thế. Dạ. Tôi bảo là tôi bữa ấy tôi nằm cũng không thì tôi lên Facebook và tôi thấy trên mạng họ bán cái sản phẩm bio này thì tôi cũng từ đầu thì tôi thấy là thuốc bán trên mạng tôi cũng không tin, nhưng mà nói thật là người đã có bệnh thì là mình cứ nó thử dùng đi rồi mình sẽ biết, còn mình chưa dùng thì mình sẽ không biết được. Dạ vâng ạ. Cho nên mình đã có bệnh thì ai bán cái gì thì mình cũng cứ thử luôn. Dạ vâng, con cảm ơn cô là đã tin tưởng bên con và mong cô là giữ gìn sức khỏe này, ăn uống đầy đủ đều đặn và luôn giữ một cái tinh thần gọi là thoải mái thì cái bệnh của mình luôn khỏe khoắn cô nhé. Tôi dạ, con xin phép cô chúc cô luôn mạnh khỏe cô nhé. Dạ vâng, con chào cô nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhé. Chào bác sĩ. Cô trước kia cô thì có ngủ mẹ của cô đau đầu à? Cô đau đầu cô kém ngủ lắm. Nhưng mà từ cái khi cô uống tôi cũng uống tới hôm 10 tháng 11 ấy, 10 tháng 11 hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Dạ. Hôm cô uống bắt đầu từ hôm 10 tháng 11. Rồi. Thế hôm nay là cô cảm thấy là người cô nhẹ nhõm. Nhẹ một nhất nhẹ, thứ hai cũng ngủ được. Mà cái đầu cô đỡ đau quá. À, đâu. Dạ. Ừ. Đầu cô đỡ đau mà cô ngủ được, cô thích thoải mái lắm. Dạ. Cô là mà ngày xưa cô chưa cô chỉ ngủ đêm cô chỉ ngủ 3 tiếng tập cục mà cô toàn thức trong trong mắt cô không ngủ được, nhưng lần này cô uống hết thuốc vào cô thấy ngủ dễ dậy ngủ thoải mái khoan khoái lắm. Dạ. Cô có thể cho giới thiệu mấy anh chị cái sản phẩm mà cô đang dùng được không cô Nguyên nhỉ? Sản phẩm mà cái gì đấy nhỉ? Rồi cái lọ màu xanh đó cô có thể cho mấy anh chị xem cái lọ màu xanh là cái lọ BioVingo đó cô. Cái là màu xanh á, cái là nhỏ cô có thể cầm rồi, ok rồi đấy, mình chỉ thấy rõ ha. Rồi cái tiếp cái loại gì nữa cô nhỉ? Cái loại Merino Mega là loại lớn đó cô. Rồi ok này. Rồi ok là cô hiện tại là cô đang dùng kết hợp hai cái sản phẩm đó đúng không? Đúng rồi, cô dùng hết hai sản phẩm này mỗi ngày uống đều đặn, cứ ăn xong là cô. Rồi ok cô. Thì em có một số câu hỏi muốn hỏi chị Thảo thế này thì. Trước khi mà chị Thảo dùng sản phẩm đó, là không biết là sức khỏe của chị Thảo như thế nào chị Thảo ơi? Trước đây thì chị mất ngủ nhiều, chị bị đau đầu. Hay đau đầu. Ừ,
tao chịu không nổi á. Ừ. Chị đó tao nói bên thái dương. Thái dương à, chị là chị bị đau đầu mất ngủ với đau nhói bên thái dương, cái này chị bị lâu chưa? Một năm, hơn năm rồi. Hơn năm rồi. Dạ rồi. Chị uống thuốc ngủ hoài. Ôi trời ơi, vậy sau khi dùng cái sản phẩm Bioviên cô là chị cảm nhận cái sức khỏe chị thế nào rồi? Sao chị uống cái thuốc đó thì hết bị đau đầu luôn. Hết bị đau đầu luôn. À, à ngủ cũng được. Ngủ cũng được. Rồi. À, thời gian một thời gian không ngủ được nhưng vẫn không đau đầu nữa. À. Đau đầu luôn. À. Dạo này ăn nói chung là cái bệnh đau đầu hết luôn. Hết luôn rồi. Vậy giấc ngủ dạo này nó làm sao rồi? Giấc ngủ dạo này ngủ được sâu giấc chưa? Nay thì ngủ được rồi. Ừ, ngủ được rồi. Rồi. Vậy là bây giờ là ngủ. À vậy là bây giờ. À. Vậy bây giờ là ngủ được sâu giấc rồi nè. Đau đầu cái đầu óc thì nhẹ nhàng lắm, hết đau đầu hết, điểm biết điểm đau đầu luôn rồi đúng không? Rồi, chị Thảo cái này nè, em có một câu hỏi cho chị Thảo thế này nè. Nếu mà có nhiều anh chị bây giờ đang bị đau đầu, mất ngủ hay là say sẩm chóng mặt hay là mỏi vai gáy đó, nếu có một lời nhắn gửi cho mấy anh chị thì chị Thảo chia sẻ điều gì cho mấy anh chị? À, người nào mà bị đau đầu mất ngủ thì cứ uống thuốc mặt đó. À. Không có sợ đâu. À. Ngắn gọn vậy luôn, ngắn gọn vậy thôi. Rồi, thì ok mấy anh chị có đau đầu mất ngủ thì cứ dùng sản phẩm Bioginko là ok đúng không? À. Rồi. Cái này có của Mỹ mà. Ok chị. Rồi, em cảm ơn chị Thảo ha. Rồi xin chào tất cả các anh chị ha. Thì hôm nay em gặp cô Tiết thì cô Tiết có một số cái chia sẻ sức khỏe cho dành cho các anh chị á. À, con có một số cái câu hỏi cô muốn hỏi cô Tiết một tí là không biết là lúc trước kia là sức khỏe của cô Tiết như thế nào cô hà? Lúc trước cô thì nó cô thì cũng mất ngủ nhiều, với lại cứ mất ngủ nhiều xong là sáng ra dậy nó cứ hơi bị choáng. Thế là mà xong là trong cái công việc thì cô làm thì nó cũng không lạng lắm, thế nhưng mà nó làm cho mình kiểu như là khó chịu ấy. Rồi ăn uống nó mà cô cũng chẳng thiết ăn cái gì luôn. Ăn uống rất là ít. Thế nhưng mà từ hôm mà được uống cái sản phẩm của cháu ấy, thì là cô uống vào cũng đã bây giờ là cô thì cô vẫn là 1-2 giờ đêm cô mới ngủ, nhưng cô ngủ rất là sâu, rất mà sáng ra dậy là rất là khỏe khỏe khoắn luôn, chứ trong người bây giờ cũng không thấy bị làm sao nữa. Mà đấy là uống cái đấy của cháu, sản phẩm của cháu vào mà bây giờ cảm thấy da rẻ nó cũng sáng ra rồi đó. Cô Tiết để cầm sản phẩm cho mấy anh chị cầm rõ cho mấy anh chị xem mà cô Tiết nha. Này rồi cái lọ là Merinomega. Rồi còn cái lọ màu xanh nữa cô cầm cho mấy anh chị xem rõ ha. Đây còn cái lọ màu xanh này nữa. Rồi vậy là vậy giờ hiện tại là giấc ngủ cô nó sâu giấc rồi. Ừ, ăn bây giờ là cũng cô ngon. Ừ, bây giờ là nói chung là cô ngủ bây giờ là nó uống cái này nó rất là hiệu nghiệm. Thật sự là cô chỉ uống sau có 10 ngày thôi mà cô cảm thấy là sức khỏe cô cũng thấy nó thay đổi nhiều. Nếu có một cái lời mà chia sẻ mà nhắn gửi cho tất cả những anh chị mà hiện tại mà đang bị đau đầu, mất ngủ hay ngủ không ngon, hay là đau nhức mỏi vai gáy, hay là giấc ngủ hay bị say sẩm chóng mặt đó, thì cô có một cái lời gì nhắn gửi cho các anh chị cô nha? Thực sự ra là nếu mà ai cũng mất ngủ lành với lại đau đầu chóng mặt như tôi thì tôi cũng khuyên là mọi người là nên cố gắng là duy trì cái sản phẩm là đúng. Mà bây giờ thực sự ra là tôi uống rồi thì là tôi có thấy nó rất là hiệu quả và rất là tốt. Dạ rồi. Thì tôi cũng khuyên mọi người là nên uống cái thuốc này. Dạ rồi. Mình có sức khỏe rồi thì mình có tất cả. Đúng rồi cô, chính xác rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Rồi con chào cô Thuần nhá. Con sẽ hỏi cô tình trạng của cô chia sẻ trước khi cô dùng sản phẩm nhá. Cô vui lòng chia sẻ trước khi cô dùng sản phẩm thì cô bị tình trạng như thế nào ạ? Trước đây chưa dùng á? Dạ. Trước đây chưa dùng là cô hay mất ngủ, xong rồi cô bị tê tê hai bên bên tay chân, coi như tê hết. Rồi. Tê hết xong rồi ngủ không ngủ được nữa, xong là từ cái lúc uống mua thay cái sản phẩm của bên cháu rồi cô mua về uống khoảng độ hơn tuần cô cũng cảm thấy giảm hẳn, đến bây giờ cũng không có tê gì ở đâu nữa. Rồi thế vấn đề mất ngủ thì thế nào cô? Ngủ thì kiểu ngủ không tròn giấc á, ngủ được một giấc rồi là bắt đầu tỉnh lại rồi là không ngủ được nữa. Nhưng mà từ khi uống cái thuốc của bên cháu rồi là
bây giờ cũng vẫn tỉnh giấc nhưng mà tỉnh rồi đi vệ sinh đi các thứ rồi là bắt đầu quay về là mắt không mở được nữa, không nhìn cái điện thoại được nữa, là bắt đầu lại lại ngủ tiếp là được rồi, tròn giấc rồi. Là ngủ ngon hơn rồi đúng không cô? Ngủ ngon hơn rồi. Giờ Rồi. ngủ ngon hơn rồi. Rồi, mà cô Thuần là mình bị đả là hai mươi mấy năm rồi cô nhỉ? Hai mấy năm rồi nhỉ? Cô bị cái này là cái tê này từ từ cô sinh sinh con rồi cô làm việc á, là đến khi là cô đi làm việc nặng quá là nó thành đau cái dây thần kinh rồi tê tê bên hai bên cánh tay, nhất là hai bên cánh tay là cô nghĩ chắc cũng cũng què thật ạ. Nhưng mà từ khi uống cái thuốc này rồi giờ cô thấy nhẹ hẳn luôn, muốn làm gì cũng được là cô thấy ok luôn á. Vậy thì cô Dung cũng đã ok rồi. Bây giờ cô có những cái lời chia sẻ tới những cái người khách hàng ấy, những cái người chưa dùng mà đang dùng một chút về cái động lực như thế nào được ạ? Cô có những chia sẻ gì với họ như thế, là cô muốn có những lời kêu gọi như thế nào đối với những cái khách hàng đó ạ? Đây có mấy chị em ở gần đây nó cũng mua rồi mà, nó bảo mua là bao nhiêu lọ nhờ, chia sẻ kiểu là chia sẻ lên là nó thấy là hỏi là cô uống thuốc này là bị bệnh gì đó, xong cô cứ nói là cô bị tê là cũng tê tái cũng lâu năm rồi, xong rồi nó bảo là hết không, lúc nãy bà này cũng đang hỏi tối nào nó gọi nó hỏi đó. Rồi, thế Bảo cô là uống đi, cứ uống rồi đi chị ơi, uống được tốt mà. rồi Thế này là giờ nó mua, nó bảo là mua mấy lọ nhỉ, 6 lọ là 1 vạn à. dạ đúng rồi. Thế cô ơi, thế Nó cô bảo là thế, rồi rồi thế cô hỏi, cô bảo là chị mua ở đâu, nó bảo là trước mua, rồi rồi Phạm thì trước đó ạ, mua rồi là nó mua thuốc của cháu đó, bên đằng cháu đó. rồi rồi thế thế cô Thuận này, cô có lời khuyên như thế nào tới với những người mà chưa uống sản phẩm của bên con á, có những lời khuyên như thế nào ạ? Ví dụ là cô nói, cô khuyên họ Lúc chưa uống là cô bị tê hết đấy, tê rồi hết chân cả tay không ngủ được đâu, rồi kiểu rồi tê thế này nằm thế nào nó cũng tê, xong cầm cái điện thoại cũng không đổi tay này sang tay khác là nó rớt xuống, lúc nào cũng không biết nữa. rồi Thế là bây giờ uống thuốc của bên cháu bây giờ là cũng muốn cầm hay là muốn giơ lên như nào thì cũng được hết ạ. rồi Giờ rồi là được rồi, ok. giờ yên tâm rồi, cô cũng sợ Rồi con cảm ơn cô quen. nhá. Rồi con chào cô nhá. Vâng, chào chào rồi cháu. rồi Vâng nha, rồi ai có nhu cầu thì cô giới thiệu cho, không lo đâu. dạ chào cô nhá. Vâng, bye. Thuần thì con được biết là cô sử dụng cái bộ sản phẩm bên con đó, thì cô có thể cho con được cái cảm nhận về bộ sản phẩm này được không ạ? Cô ạ, cách đây là 1 năm rồi ạ, cô cũng mắc phải cái bệnh là đau đầu chóng mặt, nó còn kéo gáy rồi ngồi xuống đứng lên nó rất khó chịu, mà cô không có lúc cũng không muốn ngồi, nó đứng lên không dậy nổi, nhưng mà cô cũng không biết dùng cái gì, cô cứ dùng thuốc Panadol rồi ngày uống 2 lần, hầu khi uống nhiều quá đến nỗi mà nó đau cả dạ dày nữa. Sau khi mà cô mới biết được cái bộ sản phẩm này thì cô dùng được 1 tuần thì cô thấy là cái bệnh nó từ từ là nó giảm dần, nó thưa dần thưa bớt, đến khi mà cô dùng được 2 tháng thì cô đã thấy là hầu như là nó đã gần như là Okay, xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay gặp chị Bảy có một số cái hỏi, một số cái chia sẻ sức khỏe của chị Bảy muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị đó. Thì chị Bảy cho em hỏi điều đầu tiên chút là không biết là lúc trước khi dùng sản phẩm này sức khỏe của chị Bảy như thế nào chị hả? Được không? Chị đang qua Đài Loan 2 năm rồi. Chị mất ngủ, chị không ngủ được, sức khỏe của chị cảm thấy mệt mỏi, suy sụp. Các chị uống thuốc ngủ 6 tháng, ngủ dậy đâu chị cứ lâng 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 đấy. Đau về đấy chị dùng cái gì để ăn được ngủ được. Sau chị coi được em trên mạng đấy, chị mua thuốc sản phẩm của em chị dùng đấy. Chị cảm thấy uống cũng được 10 ngày rồi đó, nó cảm thấy là
giấc ngủ đủ sâu, sức khỏe luôn, cảm thấy thoải mái, tinh thần rất thoải mái. À, ăn uống thì ngon chưa? Ăn uống thì cảm thấy ngon chưa? Cũng là buổi trưa ăn một bát cơm to, nhưng mà đến chiều khoảng 4 tiếng đồng hồ sau là chân đầu kịp là cảm thấy đói bụng rồi đấy. Hiện tại là chị Bảy đang dùng sản phẩm gì, có thể là đưa lên cho mấy anh chị cùng xem với chị Bảy à? Chị dùng sản phẩm của bên em là chị dùng 3 loại, nhưng mà mua 2 loại giống nhau chỉ để có 1 loại đó thôi. Chị dùng 2 loại này. À, chị cầm từng loại cho mấy anh chị để mấy chị dễ nhìn rõ hơn. À, cái đó là Merino Omega rồi, ok. Còn một cái loại nhỏ nữa. Rồi, ok, rồi. Chị cầm. Bây giờ chị cảm thấy là rất vui khi uống được sản phẩm của em, tinh thần rất thoải mái và giấc ngủ rất sâu. Dạ. Rồi, chị Bảy thế này này, nếu có một lời mà nhắn gửi muốn chia sẻ cho tất cả những anh chị mà đang bị đau đầu chóng mặt này, hay giấc ngủ không được ngon á, hay những anh chị mà đau mỏi tê mỏi tay chân á, mà chưa được cái một chưa được cái đưa quyết định để chăm sóc sức khỏe đó, thì chị Bảy có một lời gì nhắn gửi cho tất cả mấy anh chị nha. Những chị em nào mà mất ngủ á, đau đầu và đau nửa vai gáy về đau nửa đầu không ngủ được, đau thẳng thành chị nhất thì hãy dùng sản phẩm bên công ty Pháp ấy. Mình cũng dùng sản phẩm này quá rồi, mình thấy không được ngủ được và tinh thần rất thoải mái. Tôi cảm thấy là rất nhẹ nhõm và tinh thần hiện nay là rất thoải mái, chị rất phấn khởi rồi. Ok, thì chị cũng áp tao từ nếu mà mất ngủ vì chứng mất ngủ đau vai gáy và nhức nửa đầu thì mua sản phẩm này và dùng sẽ tốt cho sức khỏe. Đừng có sợ là mua nhầm thuốc, nhưng mà tính năng là thuộc công ty Hoàng Phạm 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 là ok chị, rồi em cảm ơn chị Bảy nha. Ok, xin chào tất cả các chị. Thì hôm nay em dành thời gian em muốn em gặp chị Chiên, thì ok chị Chiên có một số cái chia sẻ cho mấy anh chị về cái sức khỏe à. Lại không biết em xin hỏi chị Chiên một cái vài câu hỏi như thế này này. Em không biết là lúc mà trước kia mà chị Chiên dùng sản phẩm là không biết là sức khỏe của chị Chiên như thế nào chị Chiên à? Trước khi chị dùng sản phẩm này chị hay bị đau đầu em. Chị hầu như tháng nào chị cũng bị đau đầu 2 cho đến 3 ngày, nhưng mà chị đau đầu thì lại khác với mọi người. Mọi người đau đầu thì cảm cúm này, ngạt mũi này, sổ mũi này, còn chị thì không, chị cứ tự nhiên là chị đau đầu thế thôi. Nó đau đầu xong là đau đầu hết một nửa đằng sau này em, với cả mỏi vai gáy này. Nhưng mà trong thời gian chị bị đau như thế, chị không biết uống thuốc gì, chị chỉ uống thuốc giảm đau thần kinh thôi. Ý là mọi người thì uống kháng sinh các thứ, nhưng mà chị chỉ uống thuốc giảm đau thần kinh thôi. Nó thì giảm đi được phần nào thôi, nó cũng không khỏi, cứ triền miên như thế. Thì lúc trong suốt quá trình đó, như là như chị ngủ có được ngon không chị, trong khoảng giai đoạn đó đó? Nói về giấc ngủ thì chị ngủ chẳng ra đến giấc gì em ạ. Có khi là 7-8 giờ chị đã buồn ngủ rồi, nhưng mà chị đi ngủ chợp mắt và ngủ được một giấc thôi, xong là nửa đêm chị lại tỉnh giấc luôn. Xong là khoảng 5-6 giờ sáng chị lại buồn ngủ, nhưng mà đến giờ đấy thì lại đến giờ dậy rồi lại không được ngủ nữa. Thế là chị cứ quanh quẩn như thế suốt ngày, lúc nào đầu óc chị cũng mệt mỏi lắm, tại vì mình thiếu giấc ngủ ấy, mình không ngủ sâu giấc ấy. Rồi em muốn hỏi một chút là hiện tại không biết là chị hiện tại chị đang dùng sản phẩm này gì Chiên nhỉ? Khi mà sau khi chị dùng sản phẩm đó, chị đang dùng sản phẩm này em, sản phẩm Bio và Omega này này. Từ hôm chị dùng xong sản phẩm Bio và Omega này á, chị bây giờ là nói chung là mấy tháng nay rồi chị không còn hiện tượng đau đầu nữa, mà bây giờ chị ăn được, ngủ được rồi, chị ngủ sâu giấc lắm. Bây giờ chị không ngủ như ngày xưa nữa đâu, bây giờ chị cứ khoảng 12 giờ chị mới đi ngủ cơ. Thế là chị ngủ một mạch luôn cho đến sáng. Đấy, ngủ rất là sâu giấc như thế. Rồi. Dạ. Như thế này này, em muốn nghe Chiên như thế này này. Như là nếu có một lời nhắn gửi tới mấy anh chị, vì hiện tại hầu hết có rất nhiều anh chị bây giờ là bị hay đau đầu mất ngủ, và bây giờ mấy anh chị chưa có được cái quyết định để mình chăm sóc sức khỏe mình nó tốt á, thì em muốn chị Chiên nếu có một lời nhắn gửi thì chị Chiên muốn nhắn gửi điều gì cho tất cả các anh chị vậy Chiên nha? Nếu như mà anh chị nào mà không may mà bị đau đầu mất ngủ như em ấy, thì các anh các chị nên dùng sản phẩm này. Em thấy sản phẩm này rất là tuyệt vời đấy. Từ hôm em dùng sản phẩm này bây giờ em ăn được rồi này, ngủ được rồi này, ngủ rất là sâu giấc này. Dạ rồi. Ok, em cảm ơn chị Chiên nha. Ok chị. Chị Giang là hiện tại chị Giang đang dùng cái sản phẩm cái Bio Ginkgo và Merino Omega đó anh chị, để chị Giang có thể lái trực tiếp cho mấy anh chị xem cái sản phẩm này. Rồi ok, chị Giang đang cầm cái máy chị xem không? À ok, đó là loại Bio Ginkgo này. Rồi chính xác. Rồi còn cái đây là cái loại Merino Omega này. Rồi ok. Rồi sau khi mà chị Giang đi dùng sản phẩm này á, chị Giang là cảm nhận thấy sức khỏe của mình như thế nào?
Hiện tại á thì lúc hồi hiện tại thì không bị nhức đầu nè. Đầu óc nó nhẹ nhàng hơn, như thế nó thoải mái hơn chị hả? À, đúng rồi, nhẹ nhàng không không như ngày trước là nó mệt khó ngủ nữa. Dạ rồi. Nó bị giờ nói chung là từ giờ không thấy nhức đầu đâu, thì cứ tự uống thuốc cái này về nó bị. Dạ rồi. Cái giấc ngủ của chị là cảm thấy nó được sâu giấc chưa? Nếu như hiện tại không, chị có chia sẻ, tôi mình có chia sẻ có gì cả. Thì nói chung là cũng dễ ngủ hơn hồi trước rồi. Dễ ngủ hơn lúc trước rồi. Rồi. Ok, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay chúng ta cùng đến với chị Hảo. Thì không biết hôm lúc trước là chị Hảo chị gặp tình trạng gì chị Hảo nhỉ? Chị lúc trước là chị cách đây khoảng 3-4-5 tháng trước đó, chị mới thấy các cái tình trạng mất ngủ này. Thường xuyên là mất ngủ, một đêm á dậy phải 3-4 lần, thế là bình thường mà còn là nhiều á phải 5 lần. Đấy mà mỏi gáy á, tình trạng là mỏi gáy nữa, mỏi hai cái bên gáy này này. Có lần xem được cái quảng cáo của bên chỗ công ty em đó. Thì đã bắt đầu mới được em tư vấn. Thì mua cái bộ đồ cái loại này, dùng cái loại mà nó từ từ á, cái từ 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 nó có tác dụng này. Đó, thì bây giờ cảm thấy nó ngủ rất là tốt này. Đêm rất sâu, ngủ đến tận 5 giờ mới một ngủ. Thế còn cái mỏi cái gáy thì sao chị Hảo nhỉ? Cái mỏi gáy á, cái đau thường xuyên là nó đau đầu, nhưng mà nó chạy lên nó đau đầu chị là thường thường bắt đầu nó mỏi gáy chạy lên đầu, nó dẫn đến cái đau đau cả một căn, mình không cho mình không ngủ được, mà nó chắc chắn cái nó đau đầu. Dạ, thế chị Hảo biết chị Hảo chị dùng khoảng bao nhiêu hôm là chị thấy cái kết quả nhỉ? Chị thì cái bệnh của chị này nó như kiểu là bệnh nan y, nó lâu ngày, triệu chứng nó lâu ngày thì cũng khoảng 3 tuần. Bắt đầu kết quả. Dạ. Bây giờ là bắt đầu kể cả ban nãy cũng còn ngủ đấy. Dạ, không biết á, thì hiện tại đối với những anh chị mà còn phân vân về cái mua hàng trên mạng đó, không biết phân vân về cái hiệu quả hay chất lượng sản phẩm á, thì chị Hảo là chị Hảo người ta người chị Hảo chính bản thân chị Hảo dùng trước rồi đó, thì không biết chị Hảo có chia sẻ cái gì đối với những anh chị còn đang phân vân đó nhỉ? Trước kia nghĩ là hàng trên mạng thường là nhiều người hàng trên mạng mình nghĩ là nhiều khi nó cũng nhiều cái hàng nhái hàng giả lắm, cái hàng kém chất lượng lắm, mình cũng sợ chưa dám dùng nhiều. Nhưng mà mình lần này cũng liều để xem thử đó, thế nhưng mà không ngờ là tác dụng của nó lại cảm thấy đã rất tốt, nên là mình dùng mình cảm thấy là dùng được. Nhưng mà bạn nào hay là tất cả các bạn bè trên mạng á, nếu mà có cái phải triệu chứng đau đầu mất ngủ hoặc là mỏi gáy như mình ấy, khả năng là tìm đến gặp Thái Bảo này, đẹp trai này, thì tận tình chăm sóc khách hàng này, hỗ trợ khách hàng, tư vấn cho khách hàng này, khả năng là bệnh, khả năng là cũng có vẻ là tốt á. Dạ vâng, cảm ơn chị Hảo, chúc chị thành công trong công việc và cũng như cuộc sống của chị Hảo nhé. Ok chị Hảo. Dạ vâng, chào chị Hảo nhé. Và nếu như ai đang gặp cái tình trạng đau đầu mất ngủ, đau mỏi cổ vai gáy, chúng ta hãy để lại số điện thoại dưới cái video này. Chúng tôi và đội ngũ sẽ gọi lại để tư vấn cho tất cả các anh chị. Xin chào.